Đi chụp. Dòng sông đá bên đường Hồ Chí Minh, cách cầu Sơi 15 km, cách thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam khoảng 20 km. Đáy của lòng sông này toàn là những dải đá, những dải đá trải dài hơn 10 km dọc theo đường Hồ Chí Minh. Đây là bờ kè đá của đường Hồ Chí Minh, ta luy âm của đường Hồ Chí Minh. Ở đường trống thì trồng chuột, cát nó trượt rồi. Ừ. Cát nó trượt rồi. Đi từ từ, đi lối đây này. Lối đây này, lối đây này. Đi lối đây này.